Tại đây, các bạn sẽ chứng kiến một sự khởi đầu cho một xu hướng mới của thế giới công nghệ trên toàn cầu. Và điều này, các bạn chỉ có thể thấy trong các bộ phim viễn tưởng dưới đây. Thật không thể tin được. Vâng, thật không thể tin được. Chào bạn, ngay sau khi anh Quảng giới thiệu B-Phone. B-Phone có thể là bom phone, có thể là bờ phone. Thì hôm nay, di động thông minh, CEO di động thông minh là mình, Kim Nổ. Kim Nổ sẽ giới thiệu một tác phẩm là L-Phone. L-Phone các bạn có thể hiểu là phát âm hơi khó một tí. Nhưng mình là người Hải Dương nên mình hơi ngọng một tí. N-Phone, Nomi Phone. À, thật không thể tin được. Khi chiếc Nomi Phone này chỉ có giá bằng 1/3 giá bán của chiếc B-Phone. Nhưng tôi đã thể hiện với các bạn một điều không thể tin được. Các bạn hãy nhìn đây là hai chiếc đinh. Xưa nay người ta chỉ thấy dùng thịt để đóng đinh, bây giờ lại dùng màn hình cảm ứng để đóng đinh. Sản phẩm mình trên tay mình đây vẫn đang rất là sống động. Ok, nghe thẹp vào đóng đinh, các bạn hãy nhìn nha. Thật sự là mình rất là run. Mình không biết là cái điều mình làm sau đây sẽ tổn thương nhà máy nào. Vẫn đang chạy được đúng không? Vẫn chưa đóng được hết, màn hình vẫn ok. Mình sẽ mạnh tay hơn. Wow! Long! Tôi khóc. Thật không thể tin nổi. Các bạn hãy nhìn, chiếc ghế này được tôi đóng đinh. Hai chiếc đinh này, đóng chặt ghế như này. Thật không thể tin nổi. Một chiếc điện thoại có thể đóng đinh như này. Trong thì chúng ta không cần, không có muốn, chúng ta hãy dùng điện thoại Nomi của chúng ta đóng đinh. Thật không thể tin nổi luôn. Nhưng mà, thật không thể tin nổi. Em nó đã bị vỡ rồi. Các bạn, nói chung các bạn đừng có tin những lời quảng cáo, bởi vì đôi khi ấy, quảng cáo là phải có tí gọi là hư cấu. Và khi mình đóng đinh ấy, nếu một chiếc điện thoại cường lực như này, mình khuyên các bạn khi đóng đinh hay đóng nhiều điểm khác nhau, đóng ví dụ như là đóng đây đây, mình ví dụ nhá, mình nhớ tình thế đây này, em đi ra đóng đinh nhá, để mà nó không vỡ được ấy, em đóng nhẹ, đóng như kiểu nhẹ nhàng thôi, như kiểu dân ca quan họ ấy. Còn như mình đóng theo kiểu một điểm như này thì chắc chắn là chiếc điện thoại chúng ta sẽ vỡ. Như vậy là chỉ qua một cái màn thử nghiệm về chiếc Nomi BS mà thôi. Thật sự là thật không thể tin nổi là nó đã vỡ một cách tan tành như này. Thật là sót qua đi. Tuy là một sản phẩm chỉ có 300-300 nghìn thôi, nhưng chiếc Nomi BS này đã thật sự đem lại sự phấn khích cho đội ngũ làm review của Diệu Thông Minh qua cái bài gọi là thử nghiệm độ cứng của chiếc điện thoại kim cương, liệu thật sự là có cứng như kim cương hay không. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn cảm thấy vui thì hãy like và share, và nhớ đừng chê trách chúng tôi là đã hơi lãng phí một chút. Bye bye.